Anh bây giờ anh không nói là ở bên nào của anh, bên nào của anh chủ thử nghiệm hai loại phân, thì em đánh giá giùm anh là cái cây bên này với lại cái bên này thì cái nào ok hơn. Đây cái đọt của nó đây, đây cái đọt này em thấy nó mới có 13 ngày cái đọt này. Đọt cứng nhỉ, đọt không nó mới đấy, đọt này nó ra này. Rồi, ok đấy, cái hôm bữa em sang đây em nhìn thấy là nó đều lắm đúng không. Đây với cái đọt bên này, đây cái đọt bên này, cái đọt bên này thì nó đều hơn này, nó dài hơn này. 13 ngày thì nó dài hơn đúng chưa. Đây, cái đọt bên này qua bên này, bên này thì cái đọt nó cái đọt bên này thì nó yếu hơn, nó ngắn hơn, cái này nó ngắn hơn và nó ra nó không đều nữa đúng không. Nhưng cái đỉnh nó mập hơn đúng không. Đấy, nó mập hơn. Ở đấy đi vào đấy hết vườn luôn chứ, và đánh giá được đúng không. Để tí nữa anh về anh đưa cho em lọ về em xịt cái thằng tiêu này. Của anh quả nhanh to nhỉ, nhanh, anh mới xịt cho nó được đợt đấy. Cái loại này có hay lại hay sớm đây. Cái này mập đọt, cái này đọt của nó ra ok đúng không. Ok, hôm bữa em sang thì nó vớ vẩn đúng không. Đúng rồi, ra đất vớ vẩn, nó đều cả vườn nó nhuộm. Đây cái này loại đây thì chăm vào thì mấy hồi dài mập nhỉ, mập không, lụa hả, lụa đẹp. Nhưng mà cái lá này ok không. Ok đúng không. Đấy, nhưng mà như thế nó vẫn chưa mở hết lá. Chưa, thì có 13 ngày, ngày mai sáng mai xịt lại đấy. Bởi thế mới nhờ anh em xem đấy, cái loại này, cái lá em xem cái lá này thì so sánh bên kia thì cái lá bên nào hơn. Đi hết rồi. Đây. Như cái đây này. À. Đây nó cũng là điển hình này. Rồi ok. Đây là có điển hình này đúng không? Rồi đẹp. Đấy. Đấy. Bên này cũng vậy đúng không? 13 ngày anh. Mới có 13 ngày thôi. 13 ngày là cả hai loại đấy. 13 ngày thì xịt cùng thí nghiệm thì cùng đợt nhau chứ. Ừ. Đấy, nó cùng nhau. Cái này nhìn đẻ tủa hơn nhỉ. Nó cái này nó nhiều hơn đúng không? Nhiều hơn. Đúng không? Đọt cũng mập. Đọt mập hơn với lại là cái cơi nó ra nhanh hơn. Dài hơn. Nó đẩy nhanh hơn, đúng không? Ừ. Đấy. Bên kia cái chân kia cũng vậy. Ừ. Đấy, đây đi đường đây. Được không? Được. Lá mở to, lụa lá. Đây cái loại đây. Cái này được chắc ấy thôi, có dinh dưỡng vào không anh? Không có dinh dưỡng, chưa không bỏ phân. Mà mật quá nhỉ? Chưa bỏ phân luôn. Chưa bỏ phân. Thì luôn. Anh nói thật luôn là cái phần đây là phân của anh này. À. Anh tự điều chế này. Cái lá thì ok hơn này. Cái này cái này này, hôm bữa là cái cây này muốn chết này. À. Xong là anh lại có một cái công thức mới anh kích rễ. Kích rễ. Kích rễ xong là cây này nó phục phục lại. Bây giờ đây này em nhìn này. Đây là cái hôm bữa đợt trước muốn chết này. À khô đọt rồi. Nó khô hết này đúng không? Hôm bữa anh kích là bắt đầu nó vọt từ đây nó vọt lên. Này. Mới có cái này mới anh phục hồi mới có hơn tháng thôi. Gần 2 tháng. Đấy, đây này, em thấy cái lá của nó rất đẹp đẹp. Bởi vì cái phân của anh nó có NPK. NPK. Ừ, NPK với lại dinh dưỡng nó nhiều hơn. Dinh dưỡng nhiều hơn. Đấy, dinh dưỡng nhiều hơn thì cái lá của nó ok hơn, lụa đúng hơn không? Nhỉ, nó đẹp hơn. Nó to nhỉ, bao ngón tay. Đấy, thấy không? Đẹp không? Ừ. Đấy. Đẹp. Đẹp. Cái này anh chưa đi phân đâu. Không có phân, mới cho xịt. Mới có xịt thôi, với lại là cho một tí phân nở thôi. Chứ nó chưa có. Em thấy sang hôm bữa thấy nó khác không? Mập đọt nhỉ, nó đi với cơi điện tính là mập nhỉ. Nhưng mà hôm bữa em thấy nó sắc khác hơn hôm bữa. Hôm bữa thì nó đẻ quá. Ừ, đúng không? Thì lâu chắc lâu không trồng. Không, mấy cái hôm bữa em mới sang đây, hôm bữa xoay sân tiêu thì nó chỉ 20 ngày này thôi. À đúng rồi. Đúng không? Đâu? 20 ngày thôi. Nó chỉ 20 ngày, sau đó anh về anh ấy liền. Cái hôm đó anh đi thành phố Hồ Chí Minh xong đúng chưa? Về là xong lấy thuốc là hôm đấy nó chưa làm. Đấy. Mập không? Đấy thì ra dài nhưng mà yếu lắm. Cái đuối này nó nhỏ nó mềm lắm. Thì cái lưỡi này nó ra nó đẩy này. Ừ. Đấy em thấy là nó đang đẩy mạnh này thì anh đẩy hết cái giới hạn cho nó là nó em thấy. Không nói những cái đầu đòn này nó ra nó cứng. Đẹp không? Đấy. Ai đấy? Đúng rồi. Làm gì đấy? Lấy máy phun thuốc không chưa? Sáng mai lấy sớm được không? Được. Sáng mai ra một lấy. Tiến lúc nào cho được? Khoảng cái đọt này nó mạnh hơn rất là nhiều. Dài đọt hơn. Yeah. Bởi vì anh tăng cái hàm lượng gấp đôi cơ mà. Nhưng mà ý là cái
đấy, cái đầu đọt này nó vẫn cứng, nó không kiểu ra vòng ra nó quắp. Thì cái anh cho hàm lượng vi lượng với lại là canxi nó nhiều, rồi, là nó rồi, sẽ rồi. Không bao giờ nó tránh cái tình trạng như năm ngoái là nó ra mà nó quắp lại. Đó thì đây này, nó nói chung là cái đợt này nâng cấp là nó loại bỏ được rất là nhược điểm đấy em ạ. Đây cái này 13 ngày mà rất là nhanh luôn, cực kỳ nhanh. Đấy. Em nói là đây nó đều cả vườn chứ không phải là nó chỉ một hai cây đâu. Em thấy là cơ đòn ra cả vườn luôn. Rất đẹp luôn. Đây. Em nói cái này khoảng tầm giờ cuối năm sang năm thì lút thoải mái thôi. Thoải mái luôn. Có chăm hay không thôi. Không phải, bởi vì là anh đang còn phải thử nghiệm phân nên là không như cái này này, đặc biệt cái này thì nó ok. Đẹp. Cái này thì chặt ra cái chặt đấy, mấy bữa nữa anh lên cái sữa đi. Em thấy là cây này đẹp không? Đẹp, dài, ngọn. Cái lá. Ô, tính ra thì thằng này phải gần 30 mấy phân rồi. Em thấy cái lá này rất đẹp. Đẹp. Mà trong khi anh không chưa có phân. Chưa có phân bò. Anh nói thật là chưa có phân luôn. Chắc cũng xịt. Không hề phân bò không biết gì hết mà cái lá rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đây. Anh ấy chứ không thời gian mắc cái... Mai anh xử luôn. Mai anh xử luôn. Lá to nhỉ? Mai xử to. Đấy. Thì số lượng thế này thôi là đẹp rồi. Đấy. Anh từ khi anh lắp cái hệ thống này là coi như là nó chưa phát huy tác dụng. Anh chưa bỏ phân mấy. À, ý là chưa thông qua cái bếp này bao nhiêu. Đúng rồi, chưa. Chỉ bởi có xịt thôi đúng không? Anh chỉ đang thí nghiệm cái phân xịt của anh thôi. Rồi. Khi nào nó đạt được cái kết quả ok thì anh mới chuyển sang cái thằng này. Sang đi gốc để thử nghiệm thêm phân nữa để hoàn thiện nốt cái quy trình chăm sóc chủ đêm của mình. Rồi ok. Đấy. Cái thằng này cá con đấy chắc về em chơi cho phát là thằng cà đấy nhỉ. Thế anh đưa cho. Tí anh đưa cho mấy lọ để thử nghiệm. Đây. Như cây đây này em thấy. Anh nói nó đều hết nhá chứ không phải là quay một hai cây đâu. Đây này em thấy này. Cái độ vọt đọt của nó thì không chê vào đâu được. Nhưng mà cứng nhỉ, nó không nó không như ngày xưa nữa. Nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình dùng không ấy nhưng mà cái này mà lên cao quá là nó bị hay bị cập cái. Đúng không? Nó gặp đọt nhưng đợt này không gặp nữa. Ý là nó không có cứng cái ngọn. Đúng rồi. Nó lên là nó quặn xuống. Đấy, đây là cái phần này, đây này cái phần vườn bơ này là thí nghiệm của cái phần của bên anh. Còn cái bộ sản phẩm của Khoa là của em Khoa ở dưới kia là F600 với 700 là tí nữa anh đưa em xuống anh ấy. Đấy, em thấy không? Đeo không? Đây. Điên đây. Đấy. Khác. Bởi thế anh mới cần có người sang để kiểm chứng chứ. Chứ mình nói đôi khi nó không khách quan, đánh giá không khách quan. Để ngày mai bắt đầu anh đi xịt thêm một cữ nữa là xong thôi. Đấy em thấy cây này cũng vậy này, nó đều như nhau hết. Tại vì sao là cái cây của anh nó không sum như của mọi người là bao nhiêu anh cắt hết cành rồi. Anh làm trước luôn. Đấy, anh làm trước cái sau này nó lên. Như cây này của anh thì chắc bây giờ sang năm là giờ cuối năm gần bằng trụ tiêu. Nó còn tới 4 tháng nữa cơ mà. Mập không? Quá đẹp luôn, cái này chuẩn ha. Đấy. Thì cái sản phẩm của anh thì nói chung là đến giờ thì ok. Cái đợt xương thành anh nhớ thành không? Nhớ. Không có xịt kiểu gì nhưng mà lên đợt thì dài lắm như quắp như kiểu cần câu. Thì cái đợt giống như đợt trước của anh. Ờ. Đúng không? Nó quắp. Đúng rồi. Không có cứng ngọn. Đúng rồi. Đấy cái đặc biệt là cái vạt bên này là cái lá của nó rất là to. Là to với hai nữa là cái nó dày lá với lại nó màu, xanh. Dập màu diệp lục nó tốt. Nó xanh đúng không? Đấy. Còn cái đâm dưới. Này. Không, tí nữa thì mình đi qua đâm dưới. Đấy. Thì nó dĩ nhiên là ngày xưa anh trồng cái loại mà có 55.000 thì nó không thể bằng mọi người được. Đây, em thấy bây giờ này, nó bật đọt. Nó bật đọt, có 13 ngày thôi nó bật đọt kinh khủng. Cái đợt trước em sang là em thấy nó rất là đều luôn. Tù. Nó chưa có cái này. Chưa có. 13 ngày sau nó bật lên kinh khủng. Đấy. Nhưng cái này thì mình cứ tính theo cơ ngọn mà xịt thôi nhỉ. Thì một lần lú là một phát. Một cây đọt thì nó tầm tệt cho phát là được. Tệt hai phát. Hai phát nó mạnh quá. Kích một phát là nó ra với một phát nữa lại để cho nó xem lại anh sẽ phân tách ra. À, phân tách. Một thằng kích để cho nó ra, một cái để cho nó cứng đọt. À, rồi. Với hai nó bổ sung cái dinh dưỡng cho nó. Đấy. Tương đối cái này vậy này. Em thấy đợt này qua là cái đọt rất là cứng luôn. Mập ngọt. Mà nó lên dài như vậy. Đúng không? Cái mỗi cơ đọt nó đẩy ra dài. Như thằng đây thì tuyệt vời nữa này, nhu này. Em thấy thằng đây này. Thằng này thì em thấy. Đấy, nó chỉ cần nó ra này. Thằng này có phân cho vào gốc thì đúng bài. Thì mấy bữa là bắt anh đi làm cỏ xong bắt đầu anh thử nghiệm phân gốc ấy. Đấy. Em thấy nó đợt này qua thì nó khác đúng không? Cái sầu riêng nó bắn nhanh hơn. Cái này thì đi như bụi này đi khoảng 3 cơ là kín.
thì nó ra tới đây rồi. Anh chỉ tính khoảng cỡ tầm ăn tiêu hết năm nay sang năm nữa thôi. Ừ, là coi như là xong rồi. Nó lên là mình xử lý thôi. Là xong rồi sẽ chuyển qua sang đây thôi. Chuyển qua sang đây. Đấy. Tốt. Nhưng mà tính là những thằng này cây nào lên được nó khỏe. Nó khỏe. Một cái phần nào nó nói. Bằng giờ cuối năm gần ăn Tết thôi, em nhìn thấy là bắt đầu nó ngóc đầu lên khỏi cây cà rồi. Đúng rồi, qua cây cà. Nó qua cây cà rồi. Rồi, trong năm tháng vất vả đây. Sao đấy? Anh bây giờ lại có một loạt đang ra này. À đúng rồi. Cái loạt này hôm bữa em nói anh đấy. Đấy, nó đi co đọt này chỉ phải nhú này. Ừ. Vậy phân tách bắt cua tiếp. Đây, em đây, thấy. Cái này anh thấy đây. Thằng này, đây. Nó lên trên ngọn. Đứt lên bấm đọt. Anh bấm ngọn đây. Ừ. Anh bấm đi, anh bấm đi. Đấy, anh rất mập nhỉ? Anh mới bấm em thấy nó cái đợt này nó ra đọt nó mập ha, kích như cái này là thích cái nhất cái này này. Thì với bởi thế nếu mà bây giờ mà chăm quá thì bốn cây tiêu này ra đi luôn. Đúng rồi, bốn cây tiêu lại đẹp đúng không? Đấy, bởi vậy em nhìn thấy cây kia người ta trồng cũng bằng anh đâu lên nổi, đâu lên nổi đâu. Cây này không vướng tiêu được chắc là tám đồ lắm. Của em cây nào bằng đây chưa? Làm gì có, ăn cướp. Bằng đầu là căng đi anh, không được đâu. Nói thế chứ. Thằng này thì cây này ăn chia tỉa cành, cây này chỉ cần lấy một tầm chục cái cành to là đẹp. Không, cứ để đấy, bởi vì nó có chu kỳ thải loại cành đó mà. Không, mình cành đây phải bấm này. Những cành đây phải bấm đi này. Đây này, cái lọt này rồi ra tiếp để tiếp khoa. Ra tiếp không? Đây ra tiếp. Thôi nhưng mà tiêu năm nay ăn thế thôi. Em muốn mình không ăn nó ra thì vẫn phải ra thôi chứ anh. Ăn thế thôi em ạ. Tiêu năm nay chỉ thế thôi. Nhiều quá đâm ra nó cũng dở đi. Tiêu năm nay là gọi là đại mất mùa. Đây em thấy đây. Đấy. Ừ. Đấy bắt đầu. Là cái sầu riêng này bỏ bê ác rồi. Anh bỏ bê, anh có làm đâu, anh có chăm đâu. Cỏ rào rồi, các kia. Nhưng mà đợt này em qua thấy nó khác luôn. Khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn, cách đây có 20 ngày em qua nó đều. Đây nữa này. Đấy, em thấy nó khác này. Và bây giờ đi chuyển xuống cái chỗ F600, F700 thí nghiệm của Khoa. Khoa, ừ. Đây. Không nhanh bằng đúng không? Có nhanh bằng không? Em không bằng. Theo em còn qua đánh giá nó bằng không? Không nhanh bằng. Mình cứ đi xung quanh đi hết. Không nhanh bằng luôn. Như cái đây các bạn này. Cái đây thì nó bị bệnh thì nó không phát được đỏ. Xong giờ mình nhìn cái bắt cua rồi thôi. Đấy, nó cái này, cái đây. Nó nói chung là nó bị bệnh, cái cây này bị bệnh không đánh giá được. À cây kia. Đấy, cái này. Đây, cây này thì cũng được đúng không? Cây này thì được. Đấy. Ừ, cũng ok. Con này ok đấy. Nhưng mà cái lá của nó thì nhỏ và mỏng hơn. Nhỏ mỏng nó như không biết nếu mà ra như này thì cái thằng lá này nó vàng hơn đúng không? Đúng không? Nó sao? Màu xanh đậm hơn, diệp lục tố nó không như cái trên kia đúng không? Nó đông em đánh giá nó bằng không? Không, lá thì cái to hơn chứ. Lá bên kia nó đẹp hơn đúng không? Ừ, lá kia ba ngón tay mình dài. Dài đúng không? Lá này nhỏ. Cái lá này bé thì bé. Cơ bản cái cơ đọt thì nó cũng mập cũng đi đấy nhưng mà cái nhỏ hơn. Cái cơ bản là cái tốc độ nó phát chậm hơn. Chậm. Và hai là đúng rồi, cái đó là chỉ có cái F700 với F600 nó chỉ có kích đọt thôi. Kích chứ đọt. Nó không có hàm lượng dinh dưỡng. Nhá. Cái lá nhỏ. Thì dĩ nhiên cái lá của nó không bằng cái của anh được. Và cái của anh thì chỉ có một cái chai nhỏ thôi. Ừ. Anh xài đó cho clip cho xem rồi. Có một tí chứ mấy. Cái chai được cho anh đưa em một lần thì nữa. Không, cái chai đó chưa. Khác loại bây rồi. Giờ anh nâng cấp lên thì cái hàm lượng NPK của nó, đây là cái này anh Nhung. Cái này thì cái cây đọt của nó thì nó cũng ra nhưng mà nó... Không, ý này em nhìn thì nó cũng mập đều. Nó không mạnh đúng không? Không mạnh. Không mạnh. Bây giờ bắt đầu nó mới... Lúa mất cua. Lúa mất cua. Thì ngày mai anh đẩy cho thêm một phát nữa thì... Nhưng mà cái đỉnh đọt của nó vẫn mạnh. Cũng được đúng không? Ừ. Đấy thì cơ bản cái... cái thành phần kích đọt thì cơ bản cái của anh với cậu Khoa thì cái thành phần nó như nhau. Ừ. Mình nói nó hợp lý và khả quan thì cái tên của anh thì lá nó to hơn. Ừ. Màu lá nó xanh đậm hơn. Đánh đậm và hơn. Cái này lá nhỏ mà vàng. Vàng lá hơn. Diệp lục nó không như bên kia. Thì dĩ nhiên là nó cái nó không cơ, có thành phần dinh dưỡng. Cơ đọt thì nó vẫn lên tốt. Nó như nhau đúng không? Đúng như nhau. Ừ. Nhưng mà của anh nhìn kia thì một số cái đọt nó nhìn nó vẫn mập hơn nhỉ. Mập hơn không? Mập hơn. Mập hơn cái nụ to hơn. Cái đỉnh đọt. Cái đỉnh đọt cái của anh nó to hơn. Ừ, to hơn. To hơn đúng không? To hơn, mập hơn. Ừ. Cả cái lá này nó to hơn. To hơn. Lá to hơn nói chứ cái màu nó đậm hơn. Nó đậm hơn luôn. Ừ, còn cái này chuyển sang màu vàng. Sẫm nhiều thiếu phân. Trong phân lá nhỏ hơn mà rõ ràng đúng không? Nhỏ hơn không? Nó theo cái hệ này là chưa mở hết lá. Đúng không? Vẫn không thì mở. Nhưng mà dĩ nhiên nó chậm hơn cái của anh thì cái lá nó chưa mở hết được.
Ý là chưa mở hết những cái dòng này cũng không mở nữa đâu. Nguyên tắc nó ra như thế này, một cái lá to thì nó mừng là cũng to dài rồi. Đúng rồi. Còn khi mà mở lá hay không nó chỉ ở hút này anh này. Còn khi đã ra này thì nó cũng không có phát triển. Cái chai riêng hai cái chai F6 F7 trăm ấy thì hai cái về cái thành phần bên trong sử dụng á thì bằng cái lọ của anh. Nhưng cái hàm lượng thấp hơn. Hàm lượng thấp hơn. Hàm lượng thấp hơn. Ừ. Đúng đá nhỏ hơn, rõ ràng. Nhỏ hơn không? Thì chích một lá này nhá, hy sinh vì nghệ thuật. Ơi, chích đất, cứ thoải mái đi. Rồi, ok. Rồi. Gọi là quan điểm chích hai cây luôn. Đúng rồi, làm hai cây luôn. Ừ, làm thêm mấy lá nữa cũng được, quan trọng gì đâu. Ừ, làm thêm vài lá. Rồi, ok. Còn cái đọt thì phát triển như nhau. Ừ. Ra đều. Ra. Nhưng mà tên anh thì cái đỉnh ngọn nó mập hơn, là chắc chắn cả mình xem tour video lại cũng thấy. Mập hơn không? Cái ngọn này nó mập hơn này. Mập hơn đúng không? Phát triển dài thì bằng nhau, nhưng mập hơn. Mập hơn. Cả cái lá nó to xanh hơn, đúng rồi. Điệp lục nó tốt hơn. Ừ. Thôi đi lên phía trên. Không, như cái phiên bản mới của anh thì nó mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Đây này, nhìn cái đây cũng biết này, cái tốc độ bắn đọt của nó yếu hơn. Yếu hơn. Đó, đúng ngọn đấy. Ừ. Cái này anh dặn thêm, bởi vì cây này nó yếu này em này, cái bộ rễ yếu anh đang kích nhưng mà không, thôi cho không lên thì cho nhưng mà cho thêm cây nữa vào cho chắc ăn. Cái thằng đó thì lá xem được. Ngắt thêm một lá luôn, ngắt luôn. Rồi đi lên đây đó, cái dưới. Thôi, hy sinh nghệ thuật nhá. Đúng rồi. Thôi, thông cảm đi. Đi lên đây, đi ra luôn. Cái này thì mới mở thôi. Bỏ qua cái này đi. Không, cái này không tính được. Cái này. Mới nhưng mà chỉ cần lắm. Em nhìn cái màu thôi. Ngắt đi cái. Thế cần gì ngắt để em dí phát đây. À, ngắt đi. Cái màu, đây lại cái cây mà nó mở lá hết luôn đấy. Đây. Cái này. Cái này. Chương trình nghệ thuật nhá. Thì cái thoải mái thôi. Ngắt ra để so sánh. Rồi. Đây. Đều là ngắt ở đầu ngọn cách 2-3 lá như nhau nhé. Ừ, đúng rồi. Ra đây chỗ nào đây. Đây so sánh này. Cái này của anh Khoa à? Ừ, cái này Khoa. Anh Khoa này. Cái màu diệp lục tốt hơn, lá to mập hơn đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Cái lá của anh bên này. Không, bây giờ mình ngắt này thì người ta nghĩ là chọn. Bây giờ em đưa hai cái lá anh Khoa lên cái cây này này. Để so ở trên cây luôn. Đúng rồi. Đây. Item vào lô chưa? Rõ ràng quan điểm này. Đúng nhỉ? Vàng hơn. Vàng hơn không nói, nó nhỏ hơn, nhỏ nó hơn không nhỏ. Có mập. Đúng không? Đó. Đó, thì sang cánh bên này như thế này. Cũng đầu đọt nhá. Đúng rồi. Nhưng mà diệp lục bên này tốt hơn, xanh hơn này. Xanh hơn. Thì có dinh dưỡng. Đi lên cái này. Vi lượng trong này. Đi lên đi lên cái này thôi. Lên cái này nữa. Còn cái đây cái này, sao đánh cái này đi. Cái này. Đó, cái này được, cái này thì chưa mở hết lá lắm. Thì cứ kệ nó, cứ so sánh thôi. Rồi ngắt ở dưới đây này. Cái màu tốt hơn. Màu khác hơn đúng không? Cái màu tốt hơn. Cái màu tốt hơn nhiều. Lá vẫn to hơn đúng không? Lại đi. À, anh còn đoạn này đi vào là xong hàng rào. Này. Là hàng rào xong. Là sang năm là anh em mà tới tham quan, với lại là ở xa về thì có chỗ ở này. Tôi sang... đây gần trang ở đây. Không ở mà sẽ thoải mái có gì đâu. Như cây này thì nó đang bị bệnh. Đây xuống đây, xuống đường này. Đấy, kể cả cái này so sánh cái này ở đây mà nhìn nó xanh tươi hơn đúng không? Kể cả so sánh bên này đây, em đưa cái lá vào đây, hai cái lá này nó khác nhau, xanh tươi hơn đúng không? Màu xanh nhạt, xanh chính đậm hơn các bạn xem đó. Tôi đoạn rất dài rất mọc nhỉ, nhưng hàng này phải đi đến gần 40 phân đỉnh đọt của nó chưa đây nhỉ. Đấy cái này của nó khoảng cỡ tầm hơn gang đấy. Nói thật nếu mà bỏ bẻ cái đọt này xuống so thì hơi phí nhỉ. Không, nhưng mà cái đọt nó mọc quá, mọc phân nhiều. Đọt này bằng ngón tay út rồi. Ờ, nhưng mà nó mọc phân nhiều. Mọc hơn. Đúng không? Đúng rồi. Kể cả cái chất lượng lá này. Ừ, chất lượng lá nó, màu nó sáng xanh hơn. Xanh đậm hơn. Mà nó to lá, dài lá hơn. Đúng rồi. Mở lá hơn cái kia. Thằng này cần khoảng cỡ tầm đi 5-6 cây đọt rất là to đùng rồi. Đây, so sánh hai cái lá này, hai cây to như nhau này. Đấy. To như nhau này là cái lá nó khác. Đó. Màu lá xanh hơn. Đây. Màu lá này vàng như tiêu vi lượng. Nó vàng hơn luôn. Tiêu vi lượng. Ừ. Thôi xong, đi về. Sáng mai anh qua anh tiếp tục anh thí nghiệm tiếp. Tết nó phát nữa. Tết nó phát nữa rồi dừng thí nghiệm rồi bắt đầu anh chăm thôi. Chăm theo cái phân của anh. Tiêu nhanh gọn được. To. Đóng khít phết nhỉ. Khít không?
Được. Anh mới xịt được có lần thôi. Tiêu nhìn đều đều cái này mới sai nhỉ? Sai không? Chúng ta tiêu sai ở trong ra ngoài. Hả? Tiêu sai ở trong ra ngoài. Năm nay sai hơn năm ngoái. Thấy chưa, cái này anh còn rửa vườn làm cái gì? Đây, đâu rửa đâu. Cứ đi một cơ cái lá này tự nó thải loại thôi. Ừ đúng rồi. Đỡ mất công tốn thuốc, mất thời gian của mình. Anh em mình đi làm ly cà phê nhỉ? Đây, cái đây này, thích nhất cái đây này. Sau này làm cái đôi. Ừ, thì mai anh bồi thêm cho phát nữa. Còn có 10 ngày sau là anh giã thêm phát nữa là ok. Rồi, đi. Xong.